Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh BMW F750Z 2018 với những tính năng nâng cấp mới mẻ. BMW F750Z phiên bản 2018 từng được ra mắt toàn cầu tại triển lãm ESMA Milan năm 2017 cùng với người anh em của mình là cái chiếc F850Z, là cái dòng Aventador chuyên nghiệp của hãng xe Đức. Và ở phiên bản mới này mà chúng ta nhắc đến không chỉ tăng dung kích động cơ mà còn tăng cường thêm cái độ linh hoạt. Nó được hãng bổ sung thêm nhiều tính năng điện tử đáng giá. Hãy cùng chúng tôi soi chi tiết mẫu xe thú vị này qua clip dưới đây. Hiện tại mẫu xe này thì có mức giá là 431 triệu đồng. Vì là dòng xe địa hình nên được thiết kế đầy cơ bắp, sử dụng cái bộ là chắn bồn trước khá cao. Vị trí tay lái cao, rộng đem đến cái sự thoải mái cần thiết cho người điều khiển. Cái cụm đèn phanh và cái dải Demilec hiện hữu với thiết kế cái đèn pha bất đối xứng truyền thống của BMW. Trang bị màn hình hiển thị đa chức năng, bảo tù máy, xăng, hành trình, giờ, nhiệt độ v.v. đem đến cho người dùng những cái trải nghiệm đầy đủ nhất. Còn được hỗ trợ nhiều trang bị tùy chọn, bao gồm Cruise Ride, hỗ trợ sang số, Gear Shift Assistant Pro, Dynamic ESA, Eco và kết nối với Connectivity. Hai bên quai yếm được cách tầng với tiết diện ôm gọn vào xe khá thể thao, nó bật với logo BMW cỡ lớn. Cái động cơ mới trên cái chiếc F750Z 2018 dùng trục kiểu nghiêng 90 độ và cái trục cân bằng kép để giảm độ rung. Ngoài ra, động cơ còn đồng hành chế bộ nồi con chống trượt bánh, sinh ra công suất đa lên tới là 76 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng trên phút, còn mô men xoắn cực đại là 83 cm tại vòng tua máy 6.000 vòng trên phút. Tốc độ tối đa của mẫu xe này lên tới 190 km/h. Dây xích truyền động của xe được di chuyển sang bên trái, trong khi vị trí bên phải thuộc về phần ống xả. BMW F750Z 2018 được hỗ trợ bởi cái phuộc Tenet Cubis 41mm ở phía trước với độ nhún 151mm và cái bộ giảm sốc Monoshock có thể điều chỉnh ở đằng sau cho độ nhún 177mm. Đĩa phanh đôi 305mm được dùng cho bánh trước và cái đĩa là 365mm ở bánh sau. Cả hai kênh đều có ABS. BMW F750Z 2018 hiện nay có mức giá bán là 431 triệu đồng Việt Nam. Cảm ơn bạn đã theo dõi này, để tiếp nhớ like, subscribe.